tất cả các game. Nếu đội nào không hoàn thành thì có thể để sáng mai chúng ta cũng sẽ vẫn phải làm, sẽ phải xin thua cuộc và sẽ vẫn phải bị trừng phạt. Đấy là sơ bộ qua về chương trình là như vậy. Còn bây giờ thì mình sẽ vào game đầu tiên. Thường ạ, tại vì là team em toàn là những người tính tiền giỏi ở công ty cho nên là tính nhỏ hơi nhanh. Khá là tự tin ở trong phần đi đầu tiên, hy vọng những phần đi tiếp theo đều sẽ cố gắng như thế. Cảm giác của chị khi ngồi trên cái bè thế nào? Lênh đênh. Nói chung là sợ. Mình không được tin được. Tiền mài tạo lửa nhưng mà xem chừng là kết quả được khả quan lắm. Nên vậy là các đội trưởng đã họp ý với nhau và chúng ta sẽ tập hợp lại tất cả 5 đội để cùng nhóm lửa và xe lửa cho mọi người. Mọi người ạ, em là đội trưởng đội đỏ, em là Nguyễn Như Minh ạ. Đội em đang bị phạt mà 1 tiếng do không hoàn thành được phần thi là tắc răng đốt rừng ạ. Và mọi người có thể nhìn xung quanh các đội bị phạt như đội em. Nhưng mà đội em đang có một niềm tin mãnh liệt và cháy bỏng là sẽ giành giải nhất trong cuộc thi lần này. Nào mọi người, em là Phạm Duy Đạt, đội trưởng đội số 1 hay được gọi là đội trưởng đội màu vàng.
do vừa rồi đến màn màn 4 là phần phát sang đốt rừng, do thiếu may mắn nên bọn em hơi phiêu một chút, nên bây giờ phải đứng đây để thân thiện với môi trường ạ. Đến 6 màn thử thách tiếp theo, bọn em sẽ cố gắng hoàn thành tốt và đạt vị trí đầu tiên. Bọn em sẽ quyết thắng để giành chiến thắng này. Bọn em sẽ nhuốm vàng logo. Em xin cảm ơn. Và slogan của bọn em ạ. Quyết tay! Quyết tay!